Các tỳ kheo, chúng sanh thuở ban đầu khi ăn dĩ đất đã giúp cho mình sống lâu ở đời. Nhưng trong bọn họ, nếu người nào ăn nhiều thì nhan sắc xấu đi, còn nếu người nào ăn ít thì sáng láng đẹp đẽ. Ngay khi ấy, hình sắc hiện rõ nên chúng sanh khinh chê nhau, tranh cãi đẹp xấu. Người đẹp thì sanh kiêu mạn, vì ngã mạn nên dị đất biến mất, rồi sanh mạn đất, sắc dị đầy đủ. Thí như hoa Yết Ni Ca La nở, có màu sắc như vậy. Lại như mật nguyên không lộn sắc, có mùi vị như vậy. Các chúng sanh đó tụ tập lại, lo buồn khổ não, đấm ngực kêu gào, mê loạn khốn đốn, than rằng: "Than ôi dị đất của ta, than ôi dị đất của ta." Thí như chúng sanh ngày nay có vị ngon đã nếm biết rồi, khen rằng: "Ôi, đây là vị của ta." Chấp trước tên cũ, chẳng biết nghĩa thật, bọn chúng sanh ấy cũng giống như thế. Khi ấy chúng sanh đó ăn màn đất, sống lâu ở đời. Người ăn nhiều thì nhan sắc xấu, kẻ ăn ít thì thân hình đẹp. Vì có đẹp, xấu, sinh ngã mạn lăng nhục nhau, màn đất biến mất, liền sanh dây bò, hình sắc trọn vẹn, hương vị đầy đủ. Giống như hoa ca lam bạc kha nở, có sắc như vậy. Cắt ra nhựa chảy, giống như mật ong không sáp, có mùi vị như vậy. Cũng như trước, chúng sanh cùng nhau tụ họp, sầu não, vân vân, cứ diễn tiến như vậy, rồi loại dây bò đó biến mất, gạo tẻ xuất hiện, chẳng do cày cấy, tự nhiên mọc lên, không có cỏ, không có vỏ, hạt gạo trong sạch, hương vị đầy đủ. Khi ấy, chúng sanh ăn gạo đó rồi, thân thể liền có mỡ, tủy, da, thịt, gân cốt, máu mủ, các mạch và hiện rõ tướng nam căn, nữ căn. Tướng căn đã sanh, nhiễm tâm liền khởi. Vì có nhiễm tâm nên luôn luôn nhìn nhau. Đã nhìn nhau rồi liền sanh ái dục. Vì ái dục nên ở chỗ vắng vẻ, làm việc phi phạm hạnh. Khi làm việc bất tịnh như thế, lại có các chúng sanh khác chưa làm việc như vậy thấy bảo rằng: "Các ngươi đã làm việc rất xấu xa, tại sao làm như vậy?" Chúng sanh kia liền sanh xấu hổ, rơi vào trong các điều ác bất thiện, nên mới có danh từ chồng. Khi ấy, chúng sanh kia vì rơi vào các điều ác như thế, nên đem cơm đến cho người cùng hành dâm, nói: "Có chồng rồi, có chồng rồi." Do đó mới đặt tên là vợ. Các tỳ kheo, do nhân duyên đó, các vị thắng nhân hạ sanh trước thấy thế gian này nảy sinh diệt vợ chồng, cho nên họ dùng tay trái nắm lấy, dùng tay phải xô đẩy những chúng sanh kia khiến rời bỏ xứ sở. Nhưng chúng sanh kia đi được 2 hoặc 3 tháng rồi quay về lại. Khi ấy, các người còn ở đó thấy họ trở về, liền dùng gậy gộc, đất gạch, ngói đá đánh ném, nói thế này: "Các ngươi hãy đi cho khuất, các ngươi hãy đi cho khuất." Giống như ngày nay, khi các người con gái đi lấy chồng được ném hoa, vàng bạc, y phục và ném hoa lúa khô, lời cầu nguyện: "Xin chúc cô dâu bình an, hạnh phúc." Các tỳ kheo, cứ lần lượt như vậy, người xưa đã làm việc xấu như thế, thấy người đời nay cũng làm như thế. Do nhân duyên ấy, các chúng sanh ở trong cõi đời làm các việc xấu, lần lượt như thế, tạo dựng nhà cửa để che giấu việc làm xấu ấy. Cho nên có kệ rằng: "Trước làm thành chim bà, sau tạo ba la nại, qua kiếp tàn sau cùng, quy hoạch thành dương xá." Các tỳ kheo, do nhân duyên ấy, các vị thắng nhân ngày trước tạo lập các chốn thôn thành, tụ lạc, quốc ấp, dương cung, các trú xứ làm đẹp thế gian xuất hiện. Các chúng sanh đó khi làm tăng trưởng việc phi pháp, thì có chúng sanh khác, phước nghiệp hết, từ trời Quan Âm xả thân xuống, nhập vào thai mẹ. Các tỳ kheo, do nhân duyên này, những vị thánh nhân thuở trước sanh trước ở thế gian, phước lực của họ còn dư nên không cần cày cấy mà tự nhiên có gạo tẻ xuất hiện. Nếu cần dùng, vào buổi sáng lấy thì buổi chiều liền sanh lại, buổi chiều lấy thì sáng sanh lại, cùng một giống lúa chín. Nếu không lấy thì vẫn còn như cũ. Khi ấy,
Chúng sanh vì phước mỏng dần lười biếng, nhát nhớm, sanh tâm tham lam, nghĩ như thế này: loại gạo tẻ này đây không cần phải cày cấy, có khó nhọc gì đâu mà vào buổi sáng, buổi chiều đều lấy riêng lẻ, thì chỉ thêm mệt. Nay ta nên lấy luôn một lần. Nghĩ thế, họ liền lấy luôn một lần. Khi ấy, các chúng sanh khác rủ người kia: giờ ăn đã đến, hãy cùng đi lấy gạo tẻ. Người kia đáp: tôi đã lấy một lần cho cả buổi sáng, buổi chiều rồi, lấy để dành cho bữa sau. Các ngươi muốn đi thì có thể tự đi đi. Các người kia nghĩ: bọn chúng sanh này làm hay, gọn nhẹ, cùng lấy một lúc cả hai bữa sáng chiều. Ta nay cũng có thể lấy luôn một lần cho cả hai ba ngày. Nghĩ rồi họ làm liền. Bấy giờ lại có chúng sanh khác đến rủ chúng sanh đó: chúng ta hãy cùng đi lấy gạo tẻ. Chúng sanh đó đáp: tôi đã lấy trước đủ phần ăn cho ba ngày rồi, các ngươi đi đi. Chúng sanh ấy nghe rồi lại nghĩ: người này rất khôn, ta cũng nên lấy cùng một lúc phần ăn của 4-5 ngày. Vì do tích trữ, nên khi ấy gạo tẻ liền thành lúa, khi bị cắt thì không mọc lại nữa, chỗ chưa cắt thì vẫn còn nguyên. Ruộng lúa lúc đó liền được phân chia, cây cỏ mới mọc. Khi ấy chúng sanh tụ tập lại, sầu than khóc lóc, họ bảo nhau: ta nhớ thuở xưa, thân sanh do ý, dùng niềm vui làm thức ăn, có ánh sáng tự nhiên, bay đi trên không tự tại, thần sắc đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài. Nhưng vì chúng ta mà bỗng sanh dị đất, sắc hương dị đầy đủ, ăn vào sống lâu. Người nào ăn nhiều thì thân thể thô xấu, người ăn ít thì nhan sắc vẫn đẹp. Vì tranh đẹp xấu nên khởi tâm kiêu mạn, trở nên khác biệt. Vì lẽ đó mà dị đất diệt mất, kế sanh loại màng đất, tiếp sanh loại dây bò, rồi sanh gạo tẻ cho đến lúa, cắt rồi chẳng mọc, không cắt còn nguyên. Vì vậy cho nên thành ra có cỏ cây mọc. Nay đây chúng ta cần phải chia thành khu vực, phân ra ranh giới và đặt ra hình phạt. Phần kia là của anh, đây là phần tôi, ai xâm lấn thì bị phạt. Các tỳ kheo, vì lý do này, thế gian mới có danh từ ranh giới, hình phạt xuất hiện. Bấy giờ, riêng có một chúng sanh tiếc lúa của mình, trộm lúa kẻ khác. Các người khác thấy liền bảo người ấy rằng: người kia, người làm ác, người làm ác. Tại sao có lúa rồi lại lấy trộm lúa người khác? Đừng làm như thế nữa. Trách rồi thả đi. Nhưng chúng sanh kia lại tái phạm, cũng trách rồi thả đi. Đến 3 lần như vậy vẫn không hối cải, nên bị người nặng lời quở trách, dùng tay đánh vào đầu, dẫn đến chỗ đám đông, nói với mọi người: người này lấy trộm của người khác. Nhưng chúng sanh ấy ở trước đám đông chống chế cãi lại, nói với mọi người: chúng sanh này dùng lời thô ác mạ nhục tôi, dùng tay đánh tôi. Khi ấy mọi người tụ tập lo sầu, buồn khóc kêu la: chúng ta ngày nay đến tình trạng này là bị rơi vào chỗ ác. Chúng ta đã làm phát sanh pháp ác bất thiện, gây ra các phiền não, làm tăng trưởng khổ quả sanh, và ở đời vị lai sẽ hướng đến đường ác. Hiện tại chứng kiến cảnh dùng tay níu kéo xua đuổi nhau, trách mắng nhau. Nay chúng ta nên tìm cầu người thủ hộ công minh, tôn làm chủ, để ai đáng bị quở trách thì chính thức quở trách, đáng bị phạt thì chính thức phạt, đáng bị xua đuổi thì chính thức xua đuổi. Lúa gạo trên phần ruộng mà chúng ta sở hữu thì ai tự thu hoạch lấy, vị chủ thủ hộ ấy cần bao nhiêu chúng ta cung cấp. Mọi người cùng bàn luận với nhau như thế rồi, họ liền cùng nhau suy cử một vị thủ hộ chính thức. Bấy giờ, trong số những người ở nơi ấy, có một người cao to, đẹp đẽ, đoan chánh khả ái, hình dung kỳ đặc rất dễ xem, thân sắc chói sáng, mọi điều hoàn hảo. Khi ấy, mọi người đến bên người ấy nói như thế này: quý hóa thay, thưa ngài, xin ngài hãy vì chúng tôi mà làm thủ hộ chính thức. Ở đây chúng tôi đều có ranh giới, ruộng đất, ngài đừng để xâm lấn nhau. Ai đáng la mắng thì chính thức la mắng, ai đáng bị quở trách thì chính thức quở trách, đáng bị phạt thì chính thức phạt, đáng bị xua đuổi thì chính thức xua đuổi. Ngài khỏi phải cày cấy, lúa gạo mà chúng tôi thu hoạch được sẽ chia cho ngài,
không để ngài bị thiếu. Người kia nghe rồi, liền nhận lời làm chủ chính thức, mắng, trách, phạt, xua đuổi công bình chính trực, không có sự xâm lấn. Mọi người thu hoạch lúa, đem đến cung cấp cho ông, không để gián đoạn, thiếu hụt. Cứ theo cách thức như thế, tôn ông làm điền chủ. Vì lấy phần đất từ trong ruộng lúa của dân chúng, nên nhân đó đặt tên là Sát Đế Lợi. Đời Tùy dịch là điền chủ. Khi ấy, dân chúng đều vui mừng, y theo lời răn bảo mà làm. Vị Sát Đế Lợi kia, trong việc phụng sự cho mọi người, khôn ngoan, khéo léo, ở giữa mọi người, tướng tốt hơn hết, vì vậy được gọi là vua. Mọi người tôn là vua Đại Bình Đẳng, vì vậy gọi là Maha Tamada, dịch là vua Đại Chúng Bình Đẳng. Các tỳ kheo, khi vị Đại Bình Đẳng này làm vua, thì mọi người nhân đó mới có tên là Tát Đa Bà, dịch là chúng sanh. Các tỳ kheo, vua Đại Bình Đẳng có con tên là Hô Lô Giá, dịch là Ý Hỷ. Các tỳ kheo, khi Ý Hỷ làm vua, mọi người tôn xưng là Hà Di Ma Kha, dịch là Kim Giả. Các tỳ kheo, vua Ý Hỷ có con tên là Kha Lê Gia, dịch là Chánh Chân. Các tỳ kheo, khi Chánh Chân làm vua, mọi người tôn xưng là Đế La Xà, dịch là Ô Ma Sanh. Các tỳ kheo, vua Chánh Chân có con tên là Bà La Kha Lê Gia Na, dịch là Tối Chánh Chân. Các tỳ kheo, khi Tối Chánh Chân làm vua, mọi người tôn xưng là Dân Phiến. Các tỳ kheo, khi Dân Phiến có con tên là Trai Giới. Các tỳ kheo, khi Trai Giới làm vua, mọi người tôn xưng là Mộc Hỉnh. Các tỳ kheo, trên đỉnh đầu của vua Trai Giới tự nhiên mọc lên một bọc thịt. Bọc thịt ấy sanh ra một đồng tử đẹp đẽ, đầy đủ 32 tướng tên là Đảnh Sanh. Vừa sanh ra, Đảnh Sanh đã nói: "Trì Giới." Vua Đảnh Sanh ấy đầy đủ thần thông, rất có oai lực, thống lãnh bốn châu, trị hóa tự tại. Các tỳ kheo, sáu vị vua này thọ mạng vô lượng. Các tỳ kheo, từ đùi vế bên phải của vị vua sanh từ đỉnh đầu ấy mọc ra một bọc thịt, rồi sanh ra một đồng tử đẹp đẽ hoàn toàn, cũng có 32 tướng, tên là Hữu Bể Sanh, cũng có oai lực thống trị bốn châu lớn. Bên đùi vế trái của vua Hữu Bể có mọc ra một bọc thịt, rồi sanh ra một đồng tử, cũng có 32 tướng, tên là Tả Bể Sanh, đầy đủ oai lực cai trị ba châu lớn. Từ bọc thịt ở đầu gối bên phải của vua Tả Bể Sanh ấy, sanh một đồng tử, oai đức và tướng tốt như trên, tên là Hữu Tất, cai trị hai đại châu. Từ đầu gối bên trái của vua Hữu Tất ấy, sanh một đồng tử, oai đức và tướng tốt như trước, tên là Tả Tất, thống lĩnh một châu lớn. Các tỳ kheo, từ đây về sau, có vua tên Chuyển Luân đều thống lãnh một châu. Các tỳ kheo, tuần tự như thế, ban đầu dân chúng tôn lập vua Đại Bình Đẳng, kế đến là vua Ý Hỷ, tiếp theo là vua Chánh Chân, kế tiếp là vua Tối Chánh Chân, vua Trai Giới, vua Đảnh Sanh, vua Hữu Bể, vua Tả Bể, vua Hữu Tất, vua Tả Tất, vua Dĩ Thoát, vua Dĩ Dĩ Thoát, vua Thể Giả, vua Thể Vị, vua Quả Báo Xa, vua Hải, vua Đại Hải, vua Xà Câu Lê, vua Đại Xà Câu Lê, vua Mâu Thảo, vua Biệt Mâu Thảo, vua Thiện Hiền, vua Đại Thiện Hiền, vua Tương Ái, vua Đại Tương Ái, vua Khiếu, vua Đại Khiếu, vua Ni Lê Ca, vua Na Cù Sa, vua Lan, vua Hải Phần, vua Kim Cang Tý, vua Sàng, vua Sư Tử Nguyệt, vua Na Gia Đê, vua Biệt Giả, vua Thiện Phước Thủy, vua Nhiệt Não, vua Tác Quang, vua Khoáng Giả, vua Tiểu Sơn, vua Sơn Giả, vua Diệm Giả, vua Xí Diệm. Các tỳ kheo, từ vua Xí Diệm ấy, con cháu nối nhau, có 101 đời, đều ở thành Bồ Đa La trị hóa thiên hạ. Vua cuối cùng tên là Hàng Oán, vì có thể hàng phục các giặc oán, nên gọi là Hàng Oán. Các tỳ kheo, con cháu của vua Hàng Oán đó nối tiếp nhau,
trong thành Ayusa trị hóa, gồm có 5 vạn 4.000 vua, vua cuối cùng tên là Nang Thắng. Các tỳ kheo, con cháu vua Nang Thắng nối tiếp nhau ở thành Ba La Nại trị hóa, gồm có 6 vạn 3.000 vua, vua sau cùng tên là Nang Khả Ý. Các tỳ kheo, con cháu vua Nang Khả Ý nối tiếp nhau ở thành Ca Tỳ La trị hóa, gồm có 8 vạn 4.000 vua, vua sau cùng tên là Phạm Đức. Các tỳ kheo, con cháu vua Phạm Đức nối tiếp nhau ở thành Bạch Tượng trị hóa, gồm có 3 vạn 2.000 vua, vua sau cùng tên là Tượng Đức. Các tỳ kheo, con cháu vua Tượng Đức nối tiếp nhau ở thành Câu Thi Na trị hóa, gồm có 2 vạn 2.000 vua, vua sau cùng tên là Hoắc Hương. Các tỳ kheo, con cháu vua Hoắc Hương nối tiếp nhau ở thành Ưu La Xà trị hóa, gồm có 3 vạn 2.000 vua, vua cuối cùng tên là Na Già Na Thị. Các tỳ kheo, con cháu vua Na Thị nối tiếp nhau ở thành Nang, Hàng Phục trị hóa, gồm có 3 vạn 2.000 vua, vua cuối cùng tên là Hàng Giả. Các tỳ kheo, con cháu vua Hàng Giả nối tiếp nhau ở thành Cát Na Cưu Già trị hóa, gồm có 1 vạn 2.000 vua, vua sau cùng tên là Thắng Quân. Các tỳ kheo, con cháu vua Thắng Quân nối tiếp nhau ở thành Ba Ba trị hóa thiên hạ, gồm có 1 vạn 8.000 vua, vua cuối cùng tên là Thiên Long. Các tỳ kheo, con cháu vua Thiên Long nối tiếp nhau ở thành Đa Ma Lê Xà trị hóa, gồm có 2 vạn 5.000 vua, vua cuối cùng tên là Hải Thiên. Các tỳ kheo, con cháu vua Hải Thiên tiếp nối nhau ở lại thành Đa Ma Lê Xà trị hóa, gồm có 1 vạn vua, vua cuối cùng cũng tên là Hải Thiên. Các tỳ kheo, sau đó con cháu vua Hải Thiên nối tiếp nhau ở thành Đàn Đa Phú La trị hóa, gồm có 1 vạn 8.000 vua, vua cuối cùng tên là Thiện Ý. Các tỳ kheo, con cháu vua Thiện Ý nối tiếp nhau ở thành Lớn Dương Xá trị hóa, gồm có 2 vạn 5.000 vua, vua sau cùng tên là Thiện Trị Hóa. Các tỳ kheo, con cháu vua Thiện Trị Hóa nối tiếp nhau trở lại ở thành Ba La Nại trị hóa, gồm có 1.100 vua, vua sau cùng tên là Đại Đế Quân. Các tỳ kheo, con cháu vua Đại Đế Quân nối tiếp nhau trở lại ở thành Lớn Mao Chủ trị hóa, gồm có 8 vạn 4.000 vua, vua sau cùng lại có tên là Hải Thiên. Các tỳ kheo, con cháu vua Hải Thiên nối tiếp nhau trở lại ở thành Bồ Đa La trị hóa, gồm có 1.500 vua, vua sau cùng tên là Khổ Hạnh. Các tỳ kheo, con cháu vua Khổ Hạnh nối tiếp nhau trở lại ở thành Lớn Mao Chủ trị hóa, gồm có 8 vạn 4.000 vua, vua sau cùng lại có tên là Hải Thiên. Các tỳ kheo, con cháu vua Đại Đế Quân nối tiếp nhau trở lại ở thành Lớn Mao Chủ trị hóa, gồm có 8 vạn 4.000 vua, vua sau cùng tên là Địa Diện. Các tỳ kheo, con cháu vua Địa Diện nối tiếp nhau trở lại ở thành Ayusa trị hóa, gồm có 1.000 vua, vua sau cùng tên là Trì Địa. Các tỳ kheo, con cháu vua Trì Địa nối tiếp nhau trở lại ở thành Lớn Ba La Nại trị hóa, gồm có 8 vạn vua, vua sau cùng tên là Địa Chủ. Các tỳ kheo, con cháu vua Địa Chủ nối tiếp nhau ở thành Di Thê La trị hóa, gồm có 8 vạn 4.000 vua, vua sau cùng tên là Đại Thiên. Các tỳ kheo, con cháu vua Đại Thiên nối tiếp nhau trở lại ở thành Lớn Di Thê La trị hóa, gồm có 8 vạn 4.000 vua Sát Đế Lợi. Tất cả vua đó đều ở trong rừng Am Bà La thuộc thành Di Thê La kia tu hành phạm hạnh. Vua sau cùng tên là vua Ni Mị, kế đến là vua Một, rồi đến vua Kiên Tề, vua Kano, vua Ư Ba, vua Nô Ma, vua Thiện Kiến, vua Nguyệt Kiến, vua Văn Quân, vua Pháp Quân, vua Hàng Phục, vua Đại Hàng Phục, vua Cánh Hàng, vua Vô Ư, vua Trừ Ư,
vua Kiên Tiết, vua Dương Tiết, vua Ma La, vua Lâu Na, vua Phương Chủ, vua Trần Giả, vua Ca La, vua Nang Đà, vua Cảnh Diện, vua Sanh Giả, vua Học Lãnh, vua Thực Ẩm, vua Nhiêu Thực, vua Nang Hàn, vua Nang Thắng, vua An Trú, vua Thiện Trú, vua Đại Lực, vua Lực Đức, vua Kiên Hành. Các tỳ kheo, con cháu vua Kiên Hành nối tiếp nhau ở thành Ca Xà Bà Ba Trị Hóa, gồm có 7.000-5.000 vua. Vua sau cùng tên là Am Bà Lê Sa. Các tỳ kheo, con của vua Lê Sa tên là Thiện Lập. Các tỳ kheo, con cháu vua Thiện Lập tiếp nối nhau ở thành lớn Ba La Trị Hóa, gồm có 1.100 vua. Vua sau cùng tên là Chỉ Lê Kỳ. Các tỳ kheo, bấy giờ có Đức Ca Diếp Như Lai, A-La-Hán Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện thế gian. Khi ấy, Bồ-Tát tu hành phạm hạnh sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Con của vua Chỉ Lê Kỳ tên là Thiện Sanh, con cháu nối tiếp nhau trở lại thành Bồ-Đa-La Trị Hóa, gồm có 101 vua. Vua sau cùng tên là Nhĩ. Vua Nhĩ có 2 người con, một tên là Cù Đàm, hai tên là Bà La Đọa Xà. Vua Cù Đàm có 1 người con tên là Cam Giá Chủng. Các tỳ kheo, con cháu của Cam Giá Chủng tiếp nối nhau trở lại thành Bồ Đa La Trị Hóa, gồm có 101 vua Cam Giá Chủng. Vua sau cùng tên là Bất Thiện Trường Cam Giá Chủng. Các tỳ kheo, vua Bất Thiện Trường sanh 4 người con, một tên là Ư Mâu Khư, hai tên là Kim Sắc, ba tên là Tợ Bạch Tượng, bốn tên là Túc Cự. Con của Túc Cự tên là Thiên Thành, con của Thiên Thành tên là Ngưu Thành, con cháu của Thiên Thành nối tiếp nhau ở thành Ca Tỳ La Bà Tô Đô Trị Hóa, gồm có 7.000-7.000 vua. Vua sau cùng tên là vua Quảng Xa, tiếp đến là vua Biệt Xa, rồi tiếp theo là vua Kiên Xa, vua Trụ Xa, vua Thập Xa, vua Bách Xa, vua Cửu Thập Xa, vua Tạp Sắc Xa, vua Trí Xa, vua Quảng Cung, vua Đa Cung, vua Kim Cung, vua Trụ Cung, vua Thập Cung, vua Bách Cung, vua Cửu Thập Cung, vua Tạp Sắc Cung, vua Trí Cung. Các tỳ kheo, vua Trí Cung sanh 2 người con, một tên là Sư Tử Giáp, hai tên là Sư Tử Túc. Sư Tử Giáp nối ngôi sanh 4 người con trai, một tên là Tịnh Phạn, hai tên là Bạch Phạn, ba tên là Học Phạn, bốn tên là Cam Lộ Phạn và một người con gái tên là Bất Tử. Các tỳ kheo, vua Tịnh Phạn sanh 2 người con, một tên là Tất Đạt Đa, hai là Nang Đà. Bạch Phạn có 2 con, một là Đế Sa Đồng, hai là Nang Đề Ca. Học Phạn có 2 con, một là A Nê Lâu Đà, hai là Bạc Đề Lê Ca. Vua Cam Lộ Phạn cũng sanh 2 con, một là A Nang Đà, hai là Đề Bà Đạt Đa. Người con gái tên là Bất Tử ấy chỉ có 1 con, tên là La Hầu La. Các tỳ kheo, cứ tuần tự như thế, từ vua Đại Chúng Bình Đẳng về sau, con cháu nối tiếp nhau là một chủng tộc tối thắng. Đến đồng tử La Hầu La, ngay bản thân chứng A-La-Hán, đoạn trừ phiền não, thoát khỏi sanh tử, không còn tái sanh. Các tỳ kheo, do nhân duyên ấy nên vào thuở xa xưa, có dòng sắc lợi hơn hết xuất hiện thế gian. Theo đúng như pháp, chẳng phải là không đúng pháp. Các tỳ kheo, vì có pháp như thế, nên dòng sắc lợi ở thế gian là dòng tối thắng. Bấy giờ, các chúng sanh khác nghĩ thế này. Thế gian các pháp hữu vi là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên độc. Tư duy chín chắn rồi, xả bỏ pháp hữu vi, ở núi đầm thanh vắng, tạo lập thảo am, tịch tỉnh thiền định. Có cần gì thì vào buổi sáng hoặc sau buổi trưa, ra khỏi thảo am, vào thôn khất thực. Mọi người trông thấy có gì cho nấy, hoặc có người khen là những chúng sanh này làm thiện rất tốt, xả bỏ thế gian và các pháp ác bất thiện trong dòng luân chuyển,
gọi họ là Bà La Môn. Do nhân duyên đó, dòng Bà La Môn xuất hiện ở thế gian. Hoặc có chúng sanh thiền định không thành, dựa vào xóm làng dạy nhiều chú thuật, nhân đó được gọi là người chỉ vẽ, lại vì hay đi vào thôn xá nên gọi là hướng tụ lạc, lại vì thành tựu các pháp dục nên gọi là thành tựu dục. Do nhân duyên ấy nên vào thổ xa xưa, Bà La Môn là hơn hết, dòng dõi cao quý xuất hiện thế gian theo đúng như pháp, chẳng phải không đúng pháp. Lại có các chúng sanh khác làm đủ các thứ để kiếm lợi, như các nghề kỹ năng, công xảo, nghệ thuật. Vì vậy nên có tên là Tỳ Xá. Do nhân duyên ấy, vào thuở xa xưa, dòng họ Tỳ Xá xuất hiện thế gian, họ cũng đúng pháp, chẳng phải không đúng pháp. Các tỳ kheo, ba chủng tánh này sanh ở thế gian rồi, về sau lại có chủng tánh thứ tư xuất hiện ở thế gian. Các tỳ kheo, lại có một hạng người tự chán chê sự trói buộc của gia đình, cắt bỏ râu tóc, thân khoác ca sa, xả bỏ thế gian, xuất gia tu đạo, tự xưng ta là Sa Môn. Họ tự xưng như thế rồi liền thành chánh nguyện Bà La Môn. Trong dòng dõi Tỳ Xá cũng vậy, lại có hạng người cũng chán chê như trước, bỏ nhà xuất gia, tự xưng ta sẽ làm Sa Môn, vì họ có chánh nguyện như thế. Các tỳ kheo, lại có một hạng người trong dòng dõi sát lợi, thân khẩu ý làm việc ác, vì làm ác nên sau khi chết hoàn toàn chịu khổ. Dòng Bà La Môn và Tỳ Xá vân vân cũng như vậy. Lại có người trong dòng sát lợi, vì thân khẩu ý làm hạnh lành nên sau khi chết hoàn toàn hưởng sự an vui. Dòng Bà La Môn và Tỳ Xá cũng vậy. Các tỳ kheo, lại có người trong dòng sát lợi, vì thân khẩu ý làm hai hạnh lành và ác, nên sau khi chết, thọ khổ và vui. Bà La Môn Tỳ Xá cũng vậy. Các tỳ kheo, lại có người dòng sát lợi, chánh tín xuất gia tu tập, chứng 37 phẩm trợ đạo, dứt hết các lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, hiện tại thấy pháp chứng pháp, đắc các thần thông. Đã chứng đắc rồi, tự xướng lên: ta sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ sanh nữa. Dòng Bà La Môn Tỳ Xá cũng vậy. Các tỳ kheo, hạng người sanh trong ba chủng tánh này cũng có khả năng thành tựu minh, hạnh đầy đủ, đắc A-la-hán, gọi là tối thắng. Các tỳ kheo, Phạm Dương Sa-ha Ba Đễ khi xưa ở nước ta nói kệ thế này: sát lợi dòng hơn hết, nếu trời các chủng tánh thành tựu đủ minh hạnh, họ hơn trời và người. Các tỳ kheo, Phạm Dương Sa Ha Ba Đễ khéo tụng kệ ấy, chẳng phải là chẳng khéo, ta đã ấn khả. Các tỳ kheo, ta Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nói nghĩa này. Các tỳ kheo, cứ lần lượt như vậy, ta nói đủ về sự chuyển thành, chuyển hoại, chuyển trụ của thế gian. Các tỳ kheo, nếu có vị thầy vì các thanh văn dạy điều cần làm, thương yêu, lợi ích, thực hiện từ bi, thì ta đã làm xong, các thầy nên nương theo. Các tỳ kheo, các thầy tại nơi núi rừng thanh vắng, dưới gốc cây, nơi phòng trống, chốn tịnh thất, chỗ hang núi, hoặc bãi tha ma, dùng cỏ tranh vân vân làm am thất cư trú, rời bỏ thôn xóm làng mạc, ở tại những chỗ như thế, các thầy phải tu tập thiền định, chớ rơi vào buông lung, đừng để về sau phải hối hận. Các tỳ kheo, đó là lời giáo huấn của ta. Phật thuyết kinh xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupapam.net.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.